Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học để rà soát ca bệnh. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa ra công văn cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 3 ngày từ ngày 29 tháng 1, 2021 để thực hiện rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh. Chiều tối 28 tháng 1, tỉnh Bắc Ninh họp khẩn công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ thị số 79 CT-BGZDT ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục và đào tạo. Văn bản số 18 TB-UBNZ ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại hội nghị Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, ngoại ngữ tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, hỗ trợ phát triển và hòa nhập giáo dục, gọi chung là các đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cấp bách như sau: cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 3 ngày từ ngày 29 tháng 1 2021 để thực hiện rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới cán bộ, giáo viên, cha mẹ trẻ, học sinh, học viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên và người lao động các kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên cập nhật phần mềm an toàn COVID-19. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo những trường hợp bất thường, báo cáo thường xuyên tình hình phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.